sinh viên chiếm một số lượng rất đông trong chị M. Nhưng phần lớn, sinh viên không thể kiếm được tiền để đeo đuổi giấc mơ uống súp và tập gym. Một ước mơ rất đơn giản với nhiều người, nhưng lại quá xa đối với những sinh viên thụ động, không nhạy bén với cuộc sống. Quan điểm của tôi là đánh giá rất kém những sinh viên như vậy. Các bạn đã lớn, tất cả đã trên 18 tuổi, nhưng ngay cả chén cơm manh áo, quyển sách cây bút cũng để gia đình phải trang bị. Thì các bạn đi học để làm gì? Tập gym để làm gì? Ra trường cũng vác cái CV chạy vậy đi xin việc thôi các bạn à. Nhưng chỉ là những công việc văn phòng hoặc chạy vặt ngoài đường với mức thu nhập thua cả thợ hồ và xe ôm. Đó là một thực trạng của sinh viên Việt Nam hiện tại. Chắc hẳn các bạn đang tự ái, nhưng hãy thay đổi bản thân mình ngay lập tức khi xem video này. Tôi có được như ngày hôm nay thì ngoài việc đến phòng gym để nâng cấp body và rèn luyện bản thân, tôi phải lao đầu vào những công việc làm thêm để đeo đuổi giấc mơ thoát nghèo của một chàng trai tỉnh lẻ. Kinh tế Việt Nam bây giờ khá hơn, nghề nghiệp cũng nhiều hơn xưa. Nhưng tôi không hiểu vì sao một số đông rất lớn sinh viên vẫn cứ thích ăn bám. Các bạn sẽ ngụy biện rằng bây giờ lo tập trung học cái đã, sau này đi làm tính sau. Ôi thôi, nói như thế thì nói làm gì? Tắt video ngay mà cày game tiếp. Chương trình hướng nghiệp này không dành cho bạn. Có nhiều ngành nghề bán thời gian thích hợp để các bạn lao động kiếm thêm thu nhập. Tôi gộp chung đó là các ngành nghề lao động chân tay. Mỗi tháng có thể kiếm được từ 3 đến 5 triệu tối đa. Nhưng nếu các bạn chọn các ngành nghề này thì tư duy các bạn sẽ rất kém. Tôi không đánh giá cao các bạn. Vì sao? Xác định đi học đại học, cao đẳng mà chọn nghề lao động chân tay là thua. Để cho các bạn phổ thông làm thì hay hơn. Vì đây gọi là lao động phổ thông, tỷ lệ chất xám trong công việc rất ít. Vậy thì sinh viên làm thêm những ngành gì mới là đẳng cấp? Câu trả lời là cộng tác viên cho một công ty nào đó về một lĩnh vực nào đó. Vậy lĩnh vực gì? Tất nhiên là gym rồi. Vì bạn là gymmer, bạn không thể bỏ hàng giờ, thậm chí hàng buổi để tập gym, đào sâu gym để rồi làm cộng tác viên cho một lĩnh vực khác ngoài gym. Như vậy là quá phí chuyên môn và trái đam mê. Trừ phi ngành kia hot quá, nhiều tiền cỡ phi công chẳng hạn. Đùa thôi. Trong thời đại 4.0 là kỷ nguyên Internet bùng nổ, các bạn sinh viên cần phải đầu tư vào những công việc tri thức, nâng cao những kỹ năng dịch vụ số. Và hơn nữa, giờ đây có rất nhiều công ty đầu tư về lĩnh vực gym ở Việt Nam. Trong số đó, đáng kể nhất là BBT, công ty cho chu trình gym súp khép kín và mạnh mẽ nhất. Gần đây, công ty BBT đang tuyển mạng lưới cộng tác viên online rất đông và mức chiết khấu rất khủng. Việc làm này theo tôi đánh giá là đúng thời điểm và có lợi rất nhiều cho gymer sinh viên thừa kiến thức, kỹ năng nhưng lại không thể kiếm tiền được từ đam mê của mình, mặc dù năng lực của mình thì hoàn toàn có. Thứ nhất, vốn không đồng. Tiền sẽ là rào cản khiến cho các bạn trẻ gymer không thể phát triển startup của mình. Thì giờ đây, được tham gia mạng lưới kinh doanh của một công ty lớn như BBT mà không phải đầu tư bất cứ cái gì ngoài kỹ năng thể hình, tư vấn và chăm sóc khách hàng. Thứ hai, lao động chất xám, tri thức. Học hỏi nhiều kinh nghiệm làm việc. Kinh nghiệm làm việc sẽ là yếu tố khiến các bạn bị đánh rớt khi phỏng vấn xin việc làm. Trường đại học không thể mang lại kinh nghiệm cho bạn, mà chỉ có thực tiễn mới làm được điều đó. Với ưu điểm mạng lưới khách hàng của BBT rất lớn, sẽ là cơ hội cho các bạn trẻ trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng làm việc. Điều này giúp các bạn khi tốt nghiệp ra trường sẽ là một con người rất khác, tự tin và đầy bản lĩnh. Nếu bạn không đầu quân cho công ty BBT thì cũng sẽ có nhiều công ty khác săn đón các bạn. Hơn nữa, các bạn có thể tự hào với bạn bè rằng mình được làm cho một công ty lớn, nổi tiếng và kiếm được những đồng tiền đáng tự hào.
Thứ ba, công việc dễ, khách hàng đông, thu nhập khủng, với mức thu nhập trung bình 10 triệu trên tháng đối với sinh viên là điều mơ ước của nhiều người. Nhưng điều này hoàn toàn hiện thực cho các bạn cộng tác viên online khi mà BBT chứa quá nhiều ưu điểm về số lượng khách hàng cũng như chất lượng hàng hóa dịch vụ của một hệ thống lớn. Các bạn chỉ cần online chăm sóc khách hàng, khách sẽ tự đến với các bạn mà các bạn không cần phải bỏ công sức đi tìm kiếm, chào mời như những lĩnh vực khác. 4. Được học hỏi training kỹ năng liên tục. Thông qua các live stream của sếp Duy Nguyễn, các bạn sẽ được tương tác, tạo mối quan hệ và training kỹ năng cả mềm và cứng. Ngoài ra, các bạn còn có những cơ hội thăng tiến đến những vị trí leader, trưởng nhóm cao hơn. Điều này rất tốt cho các bạn khi mà các bạn chỉ đang là những sinh viên. Nói tóm lại, là sinh viên, các bạn cần phải lao động để phụ giúp gia đình và trang trải cho cuộc sống. Đó là quan điểm của tôi. Còn nếu bạn là gymer thì được làm việc trong môi trường liên quan đến gym thì là điều tuyệt vời nhất. Khi được làm với đam mê thì thành công sẽ vang dội bội phần. Hãy tận dụng thời gian nhàn rỗi, thời sinh viên để rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa là kiếm được tiền để khẳng định đẳng cấp và danh dự của mình. Tập gym phải kiếm tiền được từ gym. Hiện BBT đang tuyển cộng tác viên, hãy kiểm tra năng lực và niềm đam mê của mình. Nếu bạn có ý định nộp hồ sơ thì vui lòng comment bên dưới, sẽ có nhân viên liên lạc và giúp đỡ bạn.